Lan xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Lan chia sẻ làm sao được cái sợi bánh lọt thơm ngon mà dễ làm, mượt nữa, ngon lắm. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn có thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan cái món bánh lọt ngọt này nha. Để làm ra được sợi bánh lọt thơm ngon dễ làm, ngon nữa, mình để vào trong tủ lạnh 2-3 ngày vẫn mềm, thì ở đây Lan có những cái thành phần nguyên liệu như là lá dứa, nước cốt dừa, đường thốt nốt, bột năng và bột gạo. Hôm nay Lan sẽ sử dụng bằng hai loại bột này thôi. Bột gạo thì loại gạo mịn, bột năng thì hiệu này đây, còn gọi là hộp bột mì tinh. Cái lò hiệu này thì làm ra cái sợi bánh lọt và bánh canh của mình nó mềm mà nó dai, giòn nữa, ngon lắm. Giờ trước hết thì Lan lấy cái phần lá dứa mình đem đi cắt ra nhỏ nhỏ nha. Mình lấy khoảng một nắm nè, rửa cho sạch rồi, bây giờ cắt nhỏ. Bạn nào không thích cắt thì mình đem đi sắc ra cũng được. Mình cắt ra hết, sau đó mình lấy cái cối xay sinh tố nè, mình bỏ nó vào. Rồi mình bỏ nước, nước thì mình lấy là 500ml nước. Mình xay ra, mình lấy nước lá dứa 500ml. Sau khi Lan xay cái phần lá dứa ra xong rồi, bây giờ bắt đầu Lan sẽ pha bột. Hôm nay Lan cái trọng lượng Lan làm là 100g bột gạo. Mình bỏ vào bột gạo trước nha các bạn. 200g bột năng, nhưng mà để sau mình mới bỏ vào. Bây giờ Lan cho cái phần nước, nước lá dứa 500ml nước lá dứa. Các bạn quậy lên mà thấy màu mình đẹp, mình vừa ý thì thôi, còn không thấy đẹp thì mình thêm màu lá dứa vô nữa nha. Kế đến là đây là phần nước cốt dừa, Lan cho vào thêm 100ml. Bỏ cái phần nước dừa này vô làm cho cái sợi bánh lọt mình được bóng nè, béo nè, thơm nè, dai nữa, đẹp nữa. Cho nên mình bỏ vô chút xíu, tại vì trước sau một hồi nữa mình cũng sẽ chan nước cốt dừa lên ăn. Nhưng mà bỏ nó vào thêm thì nó rất là ngon luôn. Lúc này thì mình quậy cho đều, sau đó mình để khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì mình hãy đem đi làm. Lúc này cũng khoan bỏ dầu và muối vô nữa, chút xíu rồi mình bỏ nha. Sau khi Lan để cho nó nghỉ được một tiếng đồng hồ, bây giờ Lan sẽ bắt bếp lên, Lan khuấy. Lan mở lò lên. Nếu như bạn nào không quen thì mình mở lửa trung bình thôi. Còn như Lan làm quen thì Lan mở lớn luôn, Lan quậy. Lúc này thì cho vô muối 1/4 muỗng cà phê muối, dầu ăn 1 muỗng canh, sau đó ở bên đây mình có cái chảo, mình bắt luôn cái chảo để hồi nữa mình luộc nè. Mình mở lò lên luôn nè. Rồi giờ Lan khuấy, khuấy lẹ lắm nha các bạn. Đó Lan mới mở lò lên mà giờ nó muốn đặt lại rồi. Lửa mạnh luôn. Rồi mình đứng, mình chịu khó, mình khuấy. Lan tính thời gian nha. Khoảng chừng 1 phút, không quá hơn 1 phút nữa. Đó Lan khuấy được 1 phút á, đúng 1 phút á. Nó vẫn còn lỏng như thế này nha. Nó mới vừa sệt gì nè. Mình tắt lửa nha. Tắt lửa liền, đem ra ngoài. Mang ra ngoài Lan tiếp tục khuấy nè. Khuấy chừng nào cái hơi khói này nó bớt đi, đừng có khói nhiều quá, mình bỏ bột năng vô thì nó không có còn dai cái bột mình nữa nha. Giờ Lan sẽ tiếp tục đánh khoảng 30 giây cho bớt cái bột khói này lên, rồi Lan mới bỏ bột vào. Giờ bớt rồi, bớt nóng rồi, giờ Lan bỏ cái phần bột năng vô 200g, mình bỏ vô 2 lần, quậy. Mình lấy cái nồi cao cao mà nó không có bằng, mình quậy nó không bị chày cái nồi á thì nó dễ hơn nha. Bỏ vô hết luôn. Quậy sơ lên cái nữa. Rồi bạn nào như trường hợp mà ở nhà không có cái máy đánh trứng á thì mình tiếp tục mình đánh cho nó nhuyễn nha. Còn như Lan thì Lan có cái máy đánh trứng, Lan sẽ lấy ra Lan xài.
cho nó đỡ mệt. Muốn ăn mà mình làm cho nó đỡ mệt nữa, chứ còn mà ăn mà làm mệt quá đâu có được, đúng không nè. Lấy cái máy này, mở số nhỏ thôi, đánh cho nó đều chứ không có gì hết. Có cái máy này thì nó đỡ cho mình rất là nhiều, tăng tốc luôn. Rồi mình tiếp tục mình đánh khoảng 1 phút cho nó đều hết cái bột này là được rồi. Cái máy này nó giúp cho cái bột mình nó đều, khi mình nặng cái bánh đó, nó láng, mướt, nó không bị sần sần, bị khô. Đẹp lắm. Sau khi đánh xong rồi, bây giờ bắt đầu mình bỏ vô trong túi ni lông mình bắt bánh nha. Đây cái túi bắt bông kem như thế này. Mình mua một gói mình xài rất là lâu luôn, rất là tiện lợi. Hôm nay là cái món này là không cần dùng khuôn nè, không cần dùng máy luôn. Đó, đang quên nữa, cái bột mình nó phải nhão nhão như thế này. Nó nhão nhão, nó không quá đặc, không quá lỏng nha. Nhưng mà lỡ mình có bỏ nước vô nhiều thì cũng không sao, mình khuấy nó lâu chút xíu. Còn như đặc quá thì cũng không sao, mình thêm vào một ít nước nữa. Cái món này á, tưởng đâu là khó nhưng mà thật ra nó rất là dễ luôn. Mình sẽ điều chỉnh theo cái ý thích của mình, muốn dai, muốn mềm, muốn cứng gì cũng được hết. Sau khi các bạn coi những cái video này rồi á, là không cần đi ra chợ mua cái món này nữa. Mình ở nhà mình làm một chút xíu là có liền. Rồi bây giờ bỏ vô túi nha. Cái túi này á, thì Lan có bỏ một giọt dầu vô. Xong mình túm lại như thế này, vuốt nó xuống. Trước khi mình bắt bánh thì mình vuốt cho nó thẳng, cho nó đều, nó đừng có còn cái bọt khí ở trong cái bọc này nữa, thì cái bánh mình nó sẽ đẹp. Rồi bây giờ qua bên cái chảo, bắt cái chảo nước lên, mình mở lửa, không có để cho nó sôi ụt ụt nha. Bây giờ cái bịch nó như thế này, mình hạ xuống là nó chảy ra, mình không cần phải bóp gì hết nha. Bóp là nó chảy ra dài lắm. Đó, nhẹ nhẹ nè, nó chảy xuống, giọt dở cao lên. Đó, không có bóp nè, tự động nó chảy luôn. Mình không cần phải lắc lắc cái bọc để mà cho nó xuống cái con dài ngắn gì chứ, tự nhiên nó đi xuống tới khúc đó cái là nó ngưng à. Rồi giờ mình muốn lẹ nó thì mình bóp chút xíu để cho nó chạy tự nhiên thì nó đẹp hơn. Đó. Nước nó không quá sôi, từ từ nó sẽ chín, nó đổ lên rất là đẹp luôn. Nó mịn lắm, đâu có cần mà phải cầm mà mình bóp rồi mình lắc lắc rồi mình vũ vũ gì nó nữa. Không nè, Lan để xuống nè, nó chảy vậy nè, nhẹ nhàng, cái tay Lan không có bóp gì hết. Còn thí dụ như mình muốn dài á, đó thì bắt đầu mình đi nè, dài nè, chạy vòng vòng thì nó sẽ dài thôi, nhưng mà thôi dài không có đẹp ha, ngắn ngắn đi. Mỗi tay thì mình đổi cái tay cầm. Lẹ lắm cô chú anh chị em và các bạn ơi. Thấy làm bọc ni lông tưởng đâu là lâu chứ thật ra lẹ lắm. Mà mình không có cần rửa máy, rửa khuôn, rửa gì hết. Rồi bây giờ đợi cho nó nổi lên. Đó. Mình không thích để một chỗ thì mình cho nó chạy vòng vòng à. Ra con bánh lọt rất là đẹp luôn. Những sợi bánh lọt nó nổi lên như thế này là nó đã chín rồi. Mình không để cho nó nổi lên quá lâu thì nó mất cái màu nha. Rồi bây giờ Lan sẽ vớt ra. Rất là đẹp luôn nè. Mình chuẩn bị một cái tô nước, nước lạnh. Mình vớt ra mình bỏ qua liền. Sau đó thì mình lần lượt mình nặng cho hết luôn. Bỏ qua tô nước này rồi một hồi nữa mình đem qua cái giò nước mình rửa cho được lại nhiều lần nữa nha. Đẹp quá luôn nè. Sau khi mình luộc cái sợi bánh lọt nó xong rồi, bây giờ tiếp tục Lan sẽ đem đi nấu nước đường và nước cốt dừa. Mình cho vào đây 3 thẻ đường thốt nốt, 200ml nước lạnh. Hai cái phần này thì rất là dễ rồi, mình chỉ để lên lửa mình nấu cho nó sôi là được rồi. Đây cái thau bánh lọt nè, Lan xong rồi nè. Rất là đẹp luôn. Đó.
sợi nào sợi nấy nó rất là đều, nhỏ nhỏ, không có quá lớn, dai lắm. Rồi bây giờ Lan đợi cho đường nó sôi lên rồi mình múc ra mình ăn ha. Giờ Lan sẽ múc ra mình ăn, ngon quá. Con Lan làm có 100g bột gạo, 200g bột năng, mà nó ra một thao như gì nè, nguyên gia đình luôn, ăn còn không hết nữa. Mà mình làm nhiều làm sao hết nữa, làm bao nhiêu thôi, chừng nào muốn ăn nữa thì mình làm. Ăn không hết mình bỏ vào tủ lạnh, ăn 2-3 ngày cũng không sao, cũng không có mà cứng nữa nha, vẫn mềm. Để Lan cầm cái sợi bánh lọt lên nó dai cỡ nào. Cọng này dài lắm, đấy cọng nhỏ nhỏ thôi. Đó. Nó như thế này. Đó, nhỏ nhỏ vậy nè. Rất là ngon luôn. Thôi, mình múc ra cái ly mình ăn thôi. Bạn nào mà thích ăn đậu xanh thì mình thêm đậu xanh vào. Đây Lan chan nước cốt dừa vô nè. Nước đường nữa. Bỏ thêm miếng đậu xanh nha. Thêm vài viên nước đá cho nó lạnh lạnh. Tại Lan mới nấu ra nó vẫn còn nóng. Rồi quậy lên. Có một ly bánh lọt thơm ngon luôn, Lan ăn thử luôn. Múc lên. Ngon quá. Ngon hơn ngoài chợ bán nữa cô chú anh chị em và các bạn ơi. Hãy làm với công thức của Lan chia sẻ ngày hôm nay cho nhiều người, nhiều bạn được cùng xem. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của Lan rất nhiều. Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.